Chương trình thời sự tối tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Liên minh châu EU đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào 8 cá nhân và thực thể của Israel vì có liên quan đến những chi phạm quyền con người đối với người dân Palestine. Như vậy, danh sách trừng phạt của EU đối với Israel tiếp tục dài thêm và đã lên tới con số gần 150. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với các cá nhân và thực thể của Israel bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại tới các quốc gia trong khối, theo EU, các cá nhân và thực thể trên phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống về quyền con người đối với người dân Palestine ở bờ Tây và đông Jerusalem. Trong danh sách trừng phạt có nhóm Tizab 9, vốn được coi là đã thường xuyên chặn các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Ngoài ra, trong danh sách còn có một nhân vật cố gắng trong việc thiết lập các tiền đồn bất hợp pháp tại khu bờ Tây và một người theo chủ trương thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine. Một vài đối tượng bị EU trừng phạt lần này cũng có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Như vậy tới nay, EU đã phát lệnh trừng phạt với 113 cá nhân và 31 thực thể của Israel. Bộ trưởng Tài chính Israel gọi động thái của EU là bước đi không phù hợp và không thể chấp nhận cho quan hệ giữa hai bên. Liên quan tới tiến trình chính trị tại Palestine, các cuộc đàm phán hòa giải giữa hai phong trào chính của Palestine là Fatah và Hamas sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh của Trung Quốc trong tháng này nhằm tìm giải pháp chấm dứt những bất đồng kéo dài 17 năm qua. Thông tin từ giới chức Hamas và Fatah cho biết, đại diện của hai bên dự kiến sẽ gặp các quan chức nước chủ nhà Trung Quốc vào ngày 20, 21 tháng 7 và hai nhóm có thể gặp nhau tại Bắc Kinh trước các cuộc gặp chính thức cuộc gặp được ấn định trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hamas và israel tổng thống palestine mahmoud abbas người dẫn đầu phong trào fatah từng chỉ trích hamas về cuộc xung đột hiện nay ở gaza khẳng định hành động của hamas không đại diện cho người palestine trong khi đó, về đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel tại Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15 tháng 7 đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược của Israel để thảo luận về các nỗ lực đang diễn ra. Hai quan chức cấp cao Israel tái khẳng định cam kết của Tel Aviv đối với một thỏa thuận ngừng bắn dựa trên đề xuất được Tổng thống Joe Biden đưa ra hồi cuối tháng 5. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Trung Quốc Anh cho biết một tàu thương mại ở Biển Đỏ đã bị tên lửa và ba thuyền nhỏ tấn công khi cách thành phố cảng Hodeida của Yemen 70 hải lý về phía tây nam. Một quả tên lửa phát nổ ngay gần tàu vào lúc 3 giờ chiều qua theo giờ Việt Nam và hai quả còn lại phát nổ sau đó khoảng 45 phút. Trước đó, một thuyền nhỏ không người lái đã va chạm với con tàu hai lần, trong khi hai thuyền nhỏ khác bắn vào tàu. Tàu đã triển khai các biện pháp phòng vệ, khiến chiếc thuyền nhỏ ngừng tấn công sau 15 phút. Theo công ty Anin an Amri, cả tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn, tiếp tục hành trình đến bến cảng tiếp theo. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua biển đỏ để phản đối cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Lực lượng này tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi cuộc xung đột ở giải Gaza chấm dứt.